buổi giảng bậc đặc biệt ngày hôm nay cũng là giáo lý căn bản và nó cũng phù hợp với cái ngày 8 tháng 3 tôi sẽ trình bày về cái ứng dụng của lý nhân quả đối với phụ nữ trong phật giáo chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi phật giáo hay cụ thể là đức phật hiểu gì về phụ nữ mà cái câu hỏi này đó là cả nhân loại từ xưa đến nay đấy đặt câu hỏi là làm sao để hiểu phụ nữ tại vì ngay cả phụ nữ họ cũng không hiểu chính mình thì làm sao để hiểu được phụ nữ thì như vậy đó. ở trong kinh tạng thì đức thế tôn hiểu gì về phụ nữ à, thì chúng ta sẽ xem xét cái vấn đề này qua cái lý nhân quả là một cái nền tảng hết sức căn bản mà quý vị học phật đều biết đều phải biết À, và đầu tiên vua ba tư nặc tức là vua bác sĩ nặc đi một hôm khi mà vua bác sĩ nặc đi đang đảnh lễ đức thế tô thì người hầu mới đến và thưa thông báo cho vua ba tư nặc là bà hoàng hậu đã sinh ra một nàng công chúa và vua ba tư nặc tỏ vẻ rất là buồn uhm, thì đức thế tôn ngài biết mà ngài vẫn hỏi có nhiều khi ngài biết mà ngài vẫn không hỏi nhưng có nhiều khi ngài biết mà ngài vẫn hỏi ngài hỏi bởi vì đó là nhân một cái cơ hội để ngài tuyên thuyết một cái vấn đề giáo lý hoặc là ngài đưa ra một cái quy định về điều học cho tăng đoàn thì lúc bấy giờ đức thế tôn ngài hỏi đó, là tại sao đại vương lại có vẻ buồn phiền đến như vậy và vua Bá mới trả lời bản Đức Thế Tôn. Con vừa mới nghe được một tin buồn. Đó là Hoàng hậu vừa hạ sanh một nàng công chúa. Quý vị biết không? Thời Ấn Độ lúc bây giờ, xã hội rất là trọng nam khinh nữ. Thì một người nam có thể làm được rất là nhiều cái. Nhưng mà một người nữ thì chịu rất nhiều thiệt thòi trong xã hội. Thành ra với cái quan niệm chung, vua Bác na Đí rất là buồn bởi vì vừa mới sinh ra được một nàng công chúa. Thì Đức Thế Tôn mới hỏi vua Bác đi Đí tại sao đại vương lại buồn? Bởi vì đó, tất cả người các bậc viễn nhân ở thế gian này, tất cả loài người đó mà là bậc viễn nhân đều từ người phụ nữ sinh ra mà. Đúng không? Chính bởi vì như vậy đó, mình phải biết ơn phụ nữ chứ. Và mình phải tự hào vì mình đã sanh ra một người nữ. Bởi vì nếu như không có người nữ thì ai là người sẽ sanh ra các bậc vĩ nhân. Thấy chưa? Đấy. Chính bởi vì như vậy đó, ngày hôm nay là ngày 8 tháng 3 và chúng ta đặc biệt dành ngày hôm nay để chúng ta biết ơn phụ nữ và nhắc phụ nữ. Nhớ những lời dạy của Đức Thế Tôn về vấn đề giáo lý hết sức căn bản đó là gì ở trong tương ưng bộ kinh trong tương ưng bộ kinh Đức Thế Tôn nói rằng người phụ nữ có năm điều ước muốn căn bản chúng ta cứ luôn luôn đặt câu hỏi là phụ nữ muốn cái gì nha chúng ta luôn luôn đặt câu hỏi là phụ nữ muốn cái gì thì ở trong tương ương bộ kinh Đức Thế Tôn nói Người phụ nữ có 5 điều mong muốn Nhưng mà Nếu như Người phụ nữ mà làm Quá ít Hoặc thậm chí không làm Các việc công đức Tức là làm những điều phước, làm những điều thiện ấy, Thì rất khó Mà được những điều sao Tức là muốn nhưng mà khó được lắm Thứ nhất đó là gì à, Phụ nữ ai cũng muốn được sinh ra trong một cái gia đình tốt một gia đình danh giá một gia đình giàu sang hoặc là một gia đình biết yêu thương mình ai cũng muốn sinh ra một gia đình xứng đáng nhưng mà đó cái người phụ nữ mà không làm các cái việc công đức thì dù họ có muốn nhưng họ cũng rất là khó để mà đạt được cái sự ước muốn này nhưng mà ngược lại đối với người phụ nữ mà làm các cái điều công đức nhất là đặc biệt mình tích cực làm các điều công đức thì mình rất dễ đạt được cái điều ước muốn đầu tiên này đó là mình được sanh vào một cái gia đình xứng đáng cha mẹ yêu thương mình rồi mình có sống uh, trong một gia đình giàu sang trong một gia đình danh giá trong một gia đình mà được nhiều người ngưỡng mộ rồi mình có được một cái nền giáo dục um, tiên tiến đấy muốn được cái đó đầu tiên phụ nữ phải làm các việc công đức còn nếu như mình không làm các việc công đức ấy thì dù có muốn đi chăng nữa mình cũng không được mà ngược lại mình sẽ phải sanh vào uh, một cái gia đình nghèo một gia đình khổ rồi một gia đình có khi là bố mẹ không yêu thương nhau hoặc là mình sanh vào một gia đình phải bị bạo lực bờ, gia đình hoặc là bị người ta bóc lột bị người ta lạm dụng à, bị chịu rất là nhiều những thiệt thòi để cho nên cái sự xuất sanh của mình ấy, nó phụ thuộc vào công đức rồi cái thứ hai là cái điều ước muốn của người phụ nữ ấy, à, là muốn là tới hồi mình lớn lên rồi đó mình gả vào một cái gia đình xứng đáng quý vị những người đã có à, gia đình rồi đó thì quý vị hiểu rồi rất là hiểu cái việc này à, khi mà mình à, khi mới yêu nhau mình chỉ nghĩ là mình sẽ lấy nhau về thôi tức là hai người sống với nhau thôi nhưng mà lấy nhau về thì không hẳn như vậy mình lấy nhau là lấy cả gia đình của nhau nha. không đơn giản người phụ nữ chỉ ở với chồng mình đâu ở với chồng là mình còn phải ở luôn cả với cha mẹ chồng cả với gia đình bên chồng cho nên một người phụ nữ thì lúc nào họ cũng mong uh, là gả vào một cái gia đình xứng đáng thân em như hạt mưa rào đó. cho nên um, lỡ mà mình sinh vào một cái gia đình uh, mà người ta cha mẹ chồng không có thương mình thì rất là khổ bởi vì nó đơn giản lắm quý vị à, đặc biệt là bà mẹ chồng sư biết nhiều người khổ vì mẹ chồng dữ lắm tại vì đơn giản là mẹ chồng thì thương con trai của mình nha mẹ thì thương con nhưng mà tới hồi mà nó biết thương người dân rồi đó thì hình như là cái tình cảm dành cho mẹ nó bị suy giảm mà theo sư biết là con trai mà thương mẹ tới hồi lớn rồi mà vẫn còn thương mẹ là mấy cô chê mấy có không chịu đâu, tại vì thương mẹ thì mẹ hơn mình, cho nên là không chịu đâu. Chính bởi vì như vậy nó bị xung đột, mình phải tranh giành tình cảm của một người đàn ông, một bên là con của mẹ, một bên là chồng của mình. Chính bởi vì như vậy thì rất là khó để mà bà mẹ chồng thông cảm được với mình, thương mình như thương con nó khó lắm. Tại vì mình đang giành tình cảm của đứa con của bà mẹ mà, rồi đó là chưa kể những cái gia đình bên chồng, nha người ta nói giặt bên ngô không bằng bà cô bên chồng và chưa kể là em chồng rồi chị chồng rồi đủ thứ bên chồng đó, nó khổ trăm bề à, cho nên đó, mà mình gả vào một cái gia đình mình, y như đánh giặt vậy đó à, thì nó khổ dữ lắm khổ dữ lắm cho nên đó, người phụ nữ tới hồi mà đi lấy chồng ai cũng mong là mình sẽ lấy có một cái gia đình hạnh phúc gia đình bên chồng hạnh phúc cha mẹ chồng thương mình cha mẹ chồng thương mình chị em chồng thương mình rồi bất kỳ ai bên chồng cũng thương mình ai cũng muốn được như vậy hết đấy nhưng mà cái vấn đề là trong tương ưng đức phật nói cái người phụ nữ mà không làm các việc công đức tức là không làm các phước thiện không làm những điều lành khó được cái này lắm muốn được cái này khó lắm mà chỉ có những người phụ nữ làm nhiều những việc công đức làm nhiều những việc công đức tích cực làm những điều thiện tích cực làm những điều lành ý thì họ mới được cái này họ mới được cái này thành thử lỡ mà mình đi vào một cái gia đình bên chồng mà nó không được suôn sẻ lắm thì mình biết mình phải làm cái gì đúng không ừ tức là thứ nhất là do cái vấn đề quá khứ cái thứ hai là mình phải nỗ lực để tương lai mình không có gặp những vấn đề như vậy nữa còn làm sao để cải thiện những vấn đề này đó làm sao để cải thiện những vấn đề này thì sư sẽ nói ở cái phần sau bây giờ sư đang mở cái vấn đề cho quý vị thấy là người phụ nữ trong kinh tạng đức thế tôn đã hiểu gì về phụ nữ và hiểu cái sự mong muốn của phụ nữ họ muốn cái gì nha mình mở vấn đề ra trước cái đã ừ. rồi cái thứ ba đó là người phụ nữ mong muốn là mình không phải chia sẻ tình cảm của chồng của mình đối với chồng với bất kỳ một người phụ nữ nào khác chắc chắn phụ nữ ai cũng muốn như vậy hết từ khi yêu nhau cho đến khi kết hôn chắc chắn không một người phụ nữ nào muốn chia sẻ tình cảm của chồng mình với bất cứ ai hết Đức thế Tôn hiểu rất là rõ phụ nữ phụ nữ biết ừ. không ai muốn như vậy hết từ cái chuyện là trà xanh phong độ cho đến cái chuyện là bà hai bà ba không ai muốn hết không ai muốn dù là mình có thương chồng hay không nói nó kỳ chứ còn mà hình như là lấy nhau về ở nhau thời gian dài rồi đó nói cái chuyện thương chồng thì nhiều cô cũng ngại cũng ngại nhưng mà dù có còn thương hay không và thương nhiều hay thương ít thì hình như không có ai muốn chia sẻ tình cảm chồng mình với bất kỳ một bà nào hết nha bất kỳ một cô nào hết và kẻ không cần biết nha không ai muốn hết nhưng mà nó kẹt một cái như vậy. Có nhiều khi không phải muốn mà được. Không phải muốn mà được. Ở đời á, 10 sự thì hết 7, tám sự nó không như ý rồi. Thành ra cái này còn do phước của mình nữa. Nhiều người họ nói, nói mỗi người nó có cái số. Mà Phật giáo nó không có nói cái chuyện số. Mà Phật giáo nói cái nghiệp cái chuyện mà mình lấy chồng rồi mình có phải chia sẻ tình cảm của chồng mình với người phụ nữ nào khác hay không nó phụ thuộc vào việc là mình có phước hay là tức là người phụ nữ mà không làm các việc công đức nha không làm các việc công đức mà muốn um, tới họ lấy chồng rồi mình không phải chia sẻ tình cảm của mình với bất kỳ người phụ nữ nào khác nó khó lắm hầu như không thể được tức là sao mình thiếu phước là mình thế nào cũng gặp cái chuyện này, thiếu phước là phải gặp chuyện này. còn nếu như mà mình có làm các việc công đức, mình có làm thiền, mình có tu hành, mình có giữ giới, mình có bố thí, vân vân, mình có làm các việc công đức thì mình sẽ không phải gặp cái việc này, tức là phải chia sẻ tình cảm với bất kỳ người đàn bà cái điều mong muốn thứ tư của người phụ nữ nó là gì họ mong muốn mình sanh con mà sanh ra được một đứa để mình cậy nhờ để mình tự hào để mình có nơi nương tựa Nói thì chứ phụ nữ cái tính chất của cái tính cách của người phụ nữ thì nó đặc biệt là thích tìm nơi nương tựa thích tìm nơi nương tựa à, khi còn nhỏ thì nương tựa nơi gia đình mà khi kết hôn thì nương tựa nơi chồng lúc nào cũng muốn kiếm một cái cái tấm nha một cái tấm để mình nương nhờ à, gọi là mấy món có hơn không lấy chồng hơn ở giá đó. nhưng mà tới hồi có con rồi đó thì người phụ nữ dành hết tình cảm vào đứa con nha và mong cho mình có thể lấy đứa con đó làm cái nơi nương nhà có thể đó là nơi mình nương nhờ về mặt tình cảm tức là mình đặt cái tình cảm của mình ấy vào đứa con để mình nương nhờ vào nó không nhất thiết là phải nương nhờ về mặt vật chất đâu nhưng ít nhất mình có cái điểm để mình gửi gắm tình cảm và thường cái phụ nữ họ có con thì họ đặt cái tình cảm họ vào đứa con nhiều hơn bà mẹ nào mà không muốn mình có một đứa con mình có thể tự hào một đứa con giỏi giang một đứa con thành công một đứa con mà được nhiều người ngưỡng mộ. Thành ra đó, nhiều bậc cha mẹ cố cố đi làm nha. Cha đi làm, mẹ đi làm, làm ngày làm đêm, cày kiếp tiền để chi để lo cho con. Lo cho con ăn học, lo cho con cái chỗ tốt nhất. Mà sư biết có những người phụ nữ chồng rất là tệ nhưng mà không nỡ bỏ chồng. Không bỏ được chồng chỉ bởi vì đó con nó đang học ở trong một cái gia một cái trường quốc tế hoặc là đang học trong một cái điều kiện rất là tốt mà bây giờ nếu như mà mình ly hôn với chồng thì con nó không nhận không còn đủ cái năng lực tài chính để duy trì cái việc học cao như vậy cho đứa con của mình rồi nhiều người phụ nữ họ chấp nhận họ sống với một người chồng tệ bạc chỉ bởi vì nghĩ cho con thôi sợ đứa con nó phải sống cái cảnh là không có cha đấy rồi sợ đứa con con trai còn đỡ nghe mà nhất là con gái cũng không dám bỏ tại vì lỡ mình lấy thằng khác rồi nó có đối xử tốt với con của mình thôi rồi lỡ như mà con gái của mình mà lớn lên mà nó lỡ cái thằng chồng nó nó ngó con mình nó ngon quá rồi nó nó có có suy nghĩ tầm bậy rồi làm sao phụ nữ họ lo nhiều cái lắm cho nên khi mà họ đã kết hôn rồi nhất là khi đã có con rồi đó thường thì họ sẽ vì đứa con mà họ hy sinh nhiều cái đó. thành ra người phụ nữ người phụ nữ nào cũng mong là mình có được một cái đứa con mình có thể cậy nhờ mình có thể nương tựa về mặt tinh thần ít nhất là về mặt tinh thần và muốn được như vậy đó muốn được như vậy thì mình phải là người phụ nữ làm nhiều việc công đức chứ còn mình không làm các việc công đức hoặc là mình làm ít việc công đức quá thì ở đây trong tương ưng đức phật nói muốn thì ai cũng muốn nhưng mà người phụ nữ mà không làm các việc công đức thì rất khó đạt được điều này rất khó để có được điều này Đấy ra đó muốn muốn mà nương nhà con là cũng phải có công đức chứ không phải không nha ở trong chú giải pháp cú hôm chủ nhật vừa qua khi mà sư giảng có nói về một người phụ nữ khi mà kết hôn rồi đó, đẻ ra được 14 đứa con hồi xưa người ta mắng đẻ lắm 14 đứa con 7 đứa con trai 7 đứa con gái rồi thì tới hồi mà già rồi đó, 14 đứa con đó hẹn nhau nói là, Mẹ ơi bây giờ cha thì chết rồi Mẹ giữ tiền để làm cái gì Thôi mẹ cứ chia hết cho tụi con đi Rồi tụi con nuôi Không lẽ giờ 14 đứa không nuôi được mẹ hay sao Thì bà mẹ cũng thương con đấy, Rồi um, Nó cũng năng nỉ ý ôi Thì mẹ nào mà không mềm lòng Thế là chia gia tài cho đứa con Rồi bà mẹ về ở với đứa con cả Đứa con trai lớn thì xin thưa quý vị nha con trai là con của mình chứ còn cái đứa con dâu nó không phải con của mình rồi cái đứa con dâu của nó nó quay qua nó sao má ở nhà này hoài vậy má ăn uống nhà này hoài trong khi đó má chia của đều hết mà sao má ăn có nhưng mà mỗi nhà này qua qua mấy nhà đứa kia chứ để cho tụi nó nuôi qua đứa thứ hai rồi con dâu đứa thứ hai thì nó cũng nói cũng gần giống vậy đó. từ từ thế là bảy đứa con bảy đứa con trai không có nhờ được rồi phải qua ở với bảy đứa con gái mà bên mấy đứa con gái đó thì nó còn phải lo cho chồng nó nữa nó còn phải lo bên gia đình chồng nó nữa nó đâu thể nào lo cho bà mẹ được rồi nó cũng nói thì thôi hồi xưa thì má cũng chia của cho mấy anh chị em đó thì má nó cứ luân phiên đi hôm nay ở nhà đứa này không sao ở nhà đứa khác để cho tụi con có cơ hội trả hiếu ừ, để tụi con có cơ hội trả hiếu chứ má ở ngoài nhà đó thì nó khi nó phiền gia đình chồng con lắm ừ, má thông cảm tụi quý vị có coi cái cái gì sự cái 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 tuồng cái lương mà như là lá sầu riêng thì phải đó tại à, quý vị biết biết cách làm dâu Thế là 14 đứa con nha chia của cho nó đã rồi nó đá mình ra đường à, thành thử thành thử bà mẹ ai cũng muốn mình có một đứa con nó biết thương mình hết nha. con nó thương mình thì ít nhất cái chuyện mình về già đó không phải lũ thủi đầu đường có nhiều bà cụ có con có con chứ nhưng mà vô gia cư hỏi hỏi nghe rất rất là quặn lòng hỏi thì bà cụ nói tôi không thích ở với mấy đứa con ở với mấy đứa con um, thôi ở mình nó vui hơn nhưng mà mình hiểu mà hiểu mà. mẹ nào mà không muốn ở với con um, chẳng qua là không có cậy nhờ được thôi đấy cho nên muốn người phụ nữ lúc nào cũng muốn là mình có một đứa con để mình có có khả năng cậy nhờ nơi đứa con đó Chứ còn đẻ mà như không thì mà Muốn được như vậy đó Thì mình phải là người có công đức Chứ còn mà không có công đức Mình có muốn thì nó cũng vậy thôi Mà lỡ có đẻ thì cũng toàn đẻ Mấy cái đứa mà Như quý vị thấy đó Tới hồi cuối đời ra đường ở Rồi cái điều mong muốn Thứ năm của người phụ nữ là cái gì uhm, Tôi muốn Tôi là người chủ gia đình muốn chồng tôi thương tôi và không có xa rời được tôi. Mà nói theo kiểu thời nay đó là anh chồng á thì anh chồng mà sợ vợ đó thì ai cũng chê nha, ai cũng chê nhưng mà đàn ông chê tới chứ phụ nữ ai hình như là bà cô nào cũng thích mà lấy ông chồng sợ vợ. Tức là sao? Chồng sợ vợ là Ông sợ mình trong xây vợ sở minh tại minh là vợ ổng mà ừ. mà tôi nghe đâu còn có cái câu là người phụ nữ mà thành công ấy. nha người phụ nữ người vợ mà thành công à, người vợ lý tưởng à, trong mắt phụ nữ là người vợ sẽ không bao giờ kêu chồng giặt đồ không bao giờ kêu chồng rửa chén không bao giờ kêu chồng lau nhà không bao giờ kêu chồng nấu cơm, không bao giờ kêu chồng phải xoa bóp cho vợ, không bao giờ kêu chồng phải mua đồ cho vợ. Mà chỉ cần liếc mắt một cái là ông làm hết mấy chuyện đó. Mấy cô, mấy bà thì ai cũng mê, ai cũng mê được vậy hết. Ừ, nhưng mà muốn được như vậy, xin thưa, mình cũng phải là người phụ nữ có nhiều công đức. Nhà mình phải có nhiều công đức á, thì anh chồng anh mới sợ mình chứ còn mình mà thiếu công đức á, nha chồng nó quánh coi như là ngày bảy ngày bảy bữa nha nha ngày bảy bữa hôm nào mà uh, thiếu hôm nào mà thiếu bị chồng đánh chồng đánh bình thường ngày bảy bữa hôm nay lỡ lý do nào đó không đánh có sáu bữa tự nhiên cái thấy thiếu ừ. Rồi chồng chồng đánh chồng chê chồng phụ bạc mà bỏ thì không dám bỏ cái kiểu đó là cái kiểu do mình thiếu phước do mình không có làm những việc công đức cho nên mình mới phải lấy nhầm mấy cái ông ức ơ như vậy còn mà chồng liếc mắt cái là mấy ông râm rắp nghe lời hết nha từ đầu tới đuôi là chỉ biết có mỗi vợ thôi thì muốn được như vậy mình vẫn phải là người phụ nữ có làm các công đức bây giờ chúng ta qua bên qua tới tăng chi bộ kinh qua đến tăng chi bộ kinh À, có lần ấy và quý sa kha đến hội Đức Thế Tôn. Bà Đức Thế Tôn tại sao có người phụ nữ uh, thì xấu mà lại có người phụ nữ đẹp. Có người phụ nữ cao sang mà lại có người phụ nữ thấp hèn. Có người phụ nữ giàu có rồi lại có người phụ nữ nghèo khổ. Có người phụ nữ khỏe mạnh nhưng cũng có nhiều cũng có người phụ nữ nhiều bệnh Tại sao như vậy? Và Đức Thế Tôn trả lời. Đó. Người phụ nữ nào mà sống nhiều bằng cái lòng sân hận sự bất mãn thì người phụ nữ đó sẽ là người phụ nữ xấu. Họ gieo cái nhân, đời sau sanh ra sẽ là người phụ nữ xấu. Còn người phụ nữ nào mà ít nóng giận, tức là không có sự nóng giận nha. Và thương hết mọi người như là thương con của mình Đối xử với mọi người một cách hòa ái, dễ gần Không có lòng nóng giận, không có lòng bất mãn Thì người phụ nữ đó đời sau sanh ra sẽ là người phụ nữ đẹp Tức là bây giờ đó à, Sư biết là có một cái ngành công nghiệp mà đem lại cả tỷ đô la Tức là ngành công nghiệp làm đẹp Và phụ nữ sẵn sàng tiêm chất độc vào người cái, quý vị tìm cái, tìm cái cái gì tiêm cái gì tiêm cái cái xin hả tiêm cái gì đó mà làm đầy làm đầy cơ mặt quý vị đó làm đầy da đó. quý vị suy nghĩ là quý vị biết cái thứ đó, đó nó chỉ cần mà nó rò rỉ ra một tí xíu thôi như là 0,01 mg thôi nha là nó đủ giết chết một con voi mà mình chơi mình tiêm cái đó vào người để làm đẹp thôi rất là nhiều những cái cuộc phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp mà mình người phụ nữ họ phải hy sinh sức khỏe hy sinh tuổi thọ chưa kể là tiền bạc Đây. ai cũng muốn đẹp hết tại vì cái đẹp nó đem đến cho người phụ nữ tự tin đem đến cho người phụ nữ cái địa vị mà họ mong muốn và đương nhiên có khi đem đến cái sự giàu sang cho người phụ nữ nữa cho nên cái sắc đẹp là sức mạnh của người phụ nữ sắc đẹp là sức mạnh của người phụ nữ. Nên ai cũng muốn đẹp. Ai muốn xấu đâu. Người ta có câu là phụ nữ xấu thì không có quà. Đấy. Mà thay vì đó, xin nói thay vì mình bỏ một đống tiền như vậy đó. Nhớ dùm sư một câu thần chú thôi. Nhớ một sư một câu thần chú thôi. Giận là xấu. Cứ niệm liên tục câu đó, thay vì cứ niệm Nam mô này Nam mô kia thì cứ niệm câu giận là xấu giận là xấu giận là xấu nhiều khi thấy ông chồng ông nhức mắt quá niệm giận là xấu giận là xấu giận là xấu nha à, đi ra ngoài thấy cái chuyện này chuyện kia mình khó chịu cứ niệm giận là xấu giận là xấu giận là xấu mình thà bỏ cả bạc tỷ ra để mình tân trang sắc đẹp mà không chịu làm cái chuyện này tức là tân trang sắc đẹp từ bên trong từ cái gốc rễ bây giờ người ta có cái gọi là tim collagen nó gọi là cái tế bào gốc để nó đẹp người phụ nữ gọi là đẹp từ gốc đẹp ra nhưng mà họ không biết một chuyện chỉ cần mà mình kiểm soát được cơn nóng giận của mình thôi nha kiểm soát được cơn nóng giận của mình thôi và mình nhìn ai cũng bằng tâm từ hết nhìn ai cũng thương hết thì đời nay nó đẹp và đời sau lại càng đẹp quý vị biết có nhiều người phụ nữ nói thiệt là mình nhìn mặt họ mình không cái tiêu chuẩn mà đẹp á cái tiêu chuẩn mà đẹp thì không có xài được với họ nói phụ nữ xấu thì nó kỳ nhưng mà nó họ ngộ lắm quý vị ngộ lắm tức là không đẹp nhưng mà dễ nhìn không đẹp nhưng mà nhìn sao tự nhiên là nhìn nhìn lâu thì thấy nó cũng dễ thương thêm một cái kiểu lạ nha một cái kiểu lạ nó có cái kiểu hấp dẫn lạ cái kiểu dễ gần nó lạ mặc dù họ không có đẹp như cái tiêu chuẩn mà mọi người vẫn đặt ra Đấy Để... do đâu do đâu ừ, do ít sân ít sân bớt cái tâm sân là tự nhiên mình đẹp từ nói xong cái này đáng lẽ ra là quý vị phải sư đã giúp cho quý vị tiết kiệm được rất là nhiều cái tiền thẩm mỹ đó À, sư đã giúp quý vị tiết kiệm được rất là nhiều cái thẩm mỹ à, qua cái câu này, cái quan trọng là mình có chịu xài hay không. Ừ. cái thứ hai, đức thế tôn nói người phụ nữ nào á mà tích cực bố thí, có tấm lòng hào sản, sẵn sàng chia sẻ cho mọi người, rất là hoan hỷ trong việc bố thí, thì người phụ nữ đó sẽ cho cái quả giàu sang còn người phụ nữ phụ nữ nào á mà keo kiệt bỏn sẻn không có chịu chia ra một đồng nào hết thì người phụ nữ đó sẽ cho cái kết quả là nghèo nha tức là khi mình bố thí đó, nha khi mình bố thí mình sẵn sàng mình có lòng hào sản thì mình gieo cái quả giàu sang giàu có ở đời sau khi khác còn mình keo kiệt thì mình sẽ gieo cái quả nghèo hèn Mà sẵn đây ở trong tương ưng. Ấy, à, cái tương ưng chư thiên. Một hôm có vị thiên tử xuống bạch với Đức Thế Tôn. Nói là bạch Thế Tôn. Những người, những kẻ ngu. Ấy, thì họ không có dám cho ra. Họ không dám bố thí. Bởi vì họ nghĩ khi mình cho ra là mình sẽ mất mát tài sản. Tài sản mình sẽ bị thâm phục nhưng đó là những kẻ thiếu trí. Bởi vì sao? Bởi chính bởi cái sự keo kiệt của họ mà họ không có tài sản. Mà người trí là người biết bố thí tài sản. Và đức thế tôn xác nhận điều này. Đấy. Rồi đức thế tôn lại nói nữa đó là khi mà người phụ nữ có cái sự cung kính, có sự cung kính cung kính đối với những bậc trưởng thượng, đặc biệt là khi mà kết hôn rồi đó là có sự tôn trọng đối với chồng, có sự tôn trọng, trân trọng cái người chồng của mình và có sự cung kính cha mẹ chồng. ở nhà thì đương nhiên cung kính cha mẹ ruột, còn khi kết hôn là cung kính cha mẹ chồng. thì khi có sự cung kính như vậy đó, họ sẽ gieo cái quả đời sau kiếp khác Họ sanh vào cái dòng dõi cao sang còn khi người phụ nữ mà họ chua ngoa chua ngoa họ không có sự cung kính đối với bậc trưởng thượng trong gia đình đối với cha mẹ ruột đối với những người lớn tuổi trong gia đình rồi khi kết hôn họ không coi chồng ra gì họ không coi cha mẹ chồng ra gì họ là người phụ nữ chua ngoa thì họ sẽ gieo cái nhân là sanh vào gia đình thấp hèn rồi khi mà người phụ nữ tại sao mà có người phụ nữ khỏe mạnh lại có người phụ nữ là nhiều bệnh đó là do uh, người phụ nữ nào mà không có làm hại chúng sanh khác không có mắng mỏ không làm cho chúng sanh khác phải bị đau khổ dù bằng lời nói bằng hành động hoặc thậm chí là bằng vũ khí. Thì nếu như mà người phụ nữ không làm những việc đó, tức là không làm cho chúng sanh khác đâu, thì họ sẽ được cái phước là người phụ nữ khỏe mạnh. Ừ, tôi biết là có nhiều người phụ nữ họ khỏe ghê lắm. Nếu như mà kêu con có khi là 7 giờ sáng, 7 giờ sáng là cái giờ mà nhiều người thức dậy hồi xưa đó bảy giờ sáng bảy tám giờ sáng mà đức nhỏ thức dậy đó là cái người phụ nữ tức là bà mẹ đã ở ở quê đó, đã quét sân xong rồi nè đã cho gà ăn xong rồi nè đã cho heo ăn xong rồi nè đã thăm ruộng xong rồi nè đã giặt đồ xong rồi nói chung đã làm hết ngay cả đồ ăn sáng cũng làm xong hết rồi mà những người phụ nữ có khi là dầm mưa dãi gió khỏe vô cùng nuôi con nuôi chồng một tay nha một tay nuôi con nuôi chồng nhờ đâu nhờ cái phước là không làm chúng sanh khác đau khổ thì nhờ như vậy đó người phụ nữ đó có được sức khỏe nhưng mà cũng có những người phụ nữ không có làm được cái gì hết ở chút xíu là mệt ở chút xíu là bệnh ở chút xíu là cần phải chăm sóc nói chung là giống như à, là một cái cây mà ốm yếu vậy đó nắng không ưa mưa không chịu ghét gió kỵ mùa xương thì do đâu? Do người phụ nữ này đó đã tạo cái nghiệp là làm hại chúng sanh khác. Có khi chỉ bằng lời nói thôi là mình nói làm sao đó cho chúng sanh khác bị đau khổ hoặc mình làm cái gì đó để cho người ta phải chịu đau khổ hoặc là mình đánh đập người ta thành ra bốn cái vấn đề này bốn cặp vấn đề này khi bạn quý sa kha hỏi là hỏi cho những người phụ nữ tính luôn cho tới bây giờ thành ra quý vị muốn đẹp đúng không ráng đừng có nóng giận Nha? muốn đẹp thì đừng có nóng giận muốn giàu đúng không thì ráng bố thí ráng cho ra đừng có bỏng xẻ rồi muốn cao sang đúng không muốn lập ông này bà nọ đúng không thì ráng cung kính còn muốn được khỏe mạnh muốn có sức khỏe thì ráng đừng có làm khổ người ta Nha, đừng có làm khổ người ta rồi cũng trong tăng chi bộ kinh ngài a nậu lâu đà đó Bali gọi là ngài An-Nu-Nu-Thá ngài là bậc đệ nhất về thiên nhãn, thì trong lần hai lần à, một lần ấy, um, ngài hành thiền và bằng cái thiên nhãn của ngài đó ngài nói là ngài nhìn cả trăm cả ngàn cái quả địa cầu nó rõ như là ngài nhìn cái lòng bàn tay của ngài vậy và ngài thấy có rất là nhiều người phụ nữ thanh thiên nhưng cũng rất nhiều người phụ nữ đọa địa ngục Và khi Ngài xem xét lý do, Ngài thấy rằng những người phụ nữ sanh thiên ấy, là nhờ họ có được ba điều này. Mà những người phụ nữ mà đi địa ngục ấy, là bởi vì họ không có ba điều này. Tức là gì? Những người phụ nữ sanh thiên thì họ không có lòng ganh tị. Những người phụ nữ sanh thiên họ không có lòng ganh tị. À, rồi còn những người phụ nữ mà đi địa ngục ấy họ có lòng ganh tỵ họ chìm đắm trong cái sự ganh tỵ mà hỏi nhỏ mấy cô nghe mấy cô quý cô quý bà à, mình có ganh tỵ không ừ, nó hơi kẹt nghe hơi kẹt nó nó kỳ sư hay đưa cái ví dụ này ra lắm nó nó kỳ cái gì nghĩ coi đúng không thí ừ, dụ như à, hai cái hai người phụ nữ Ừ. hai cái người đàn ông à, ngồi tiếp chuyện với sư, à, mà bây giờ sư chỉ còn có một cái một cái chai nước ngọt thôi, sư đưa một anh, thì anh kia không vấn đề gì hết, không vấn đề gì hết. Nhưng mà bây giờ mình lỡ mà hai cô sư gặp hai cô, mà sư có một chai nước ngọt mà sư đưa một cô là có vấn đề không? Hình như có. Là bắt đầu là đủ thứ chuyện, à. ngày Anuruddha ngày nói, cái người phụ nữ mà họ không có lòng ganh tị, họ không có lòng ganh tị. Những người đó ngài thấy họ thanh thiên. Còn những người phụ nữ mà chìm đắm trong sự ganh tị, nha, chìm đắm trong sự ganh tị thì ngài thấy những người phụ nữ đó phải đi địa ngục. Rồi ngài lại thấy những người phụ nữ mà không có sự bỏng xẻng, không có sự bỏng xẻng thì họ sanh thiên mà không có sự bỏng sẻn ở đây nghĩa là sao đó là họ sẵn sàng cho ra ai cần là mình cho mình sẵn sàng cho ra thì đó là người phụ nữ không có bỏng sẻn còn những người phụ nữ bỏng sẻn ngài Anuruddha ngài nói chính tận mắt ngài đã thấy những người phụ nữ đó đi điền quý vị thấy kinh khủng không thấy kinh khủng không mình cứ nghĩ là thôi tiền của mình thì mình muốn cho mình cho Họ muốn cho thôi chứ nhưng mà tận mắt ngày anh thá ngày thấy như vậy vì cái lòng bỏng sẻ nó hại phụ nữ dữ lắm nó hại phụ nữ đấy rồi cái thứ ba đó là gì ngày anh thá ngày thấy những người phụ nữ nào mà ít dục thì những người phụ nữ đó được thiên. ngài đã thấy những người phụ nữ ít dục được sinh thiên mà ở đây ngài dùng cái từ là rất là đông hầu hết hầu hết rất là đông và ngài thấy rất là đông những người phụ nữ nhiều dục đi địa ngục rất là nhiều ham muốn nhiều ham muốn tính dục đó. đi địa ngục. khi mà sư tìm cái um, một vài cái tài liệu ấy, uh, thử sư gõ thôi sư gõ trên sư gõ tìm thử cái cụm từ là à, phụ nữ muốn gì phụ nữ muốn gì thì một loạt những kết quả nó trả về thì hầu hết hầu hết liên quan tới tính dục thì có thể là nhân loại bây giờ cái dục của họ nhiều ấy. nhưng mà sư nhắc quý vị nhớ sư nhắc quý vị chính mắt ngài sắc cái uh, ngài uh, a nậu lâu đà nghe thấy rõ những người phụ nữ nhiều dục đi địa ngục còn những người phụ nữ ít dục được xem thiên đây là ba cái chuyện mà mình không có ngờ tới mình không có ngờ tới từ xưa tới giờ đó mình cứ nghĩ là à, tôi chừng nào mà tôi sát sanh nè trộm cắp nè tà dâm nói dối uống rượu thì tôi đi địa ngục thì cái chuyện đó nó không có lạ gì rồi, không có lạ gì rồi. Nhưng mà cái chuyện mà mình danh tị nè, bổng sẻn nè mà nhiều ham muốn. Mà ba thứ đó lại dẫn mình đi địa ngục. Để dẫn đi địa ngục. À. Đấy. Không học kinh tạng nha, không học giáo lý, không mấy cái này làm sao mình biết? Làm sao mình biết? đấy cho nên ấy, ừ, nhờ nhờ cái buổi ngày hôm nay mà quý vị đã biết được cái mà mình phải bỏ đi nha lỡ có tí xíu chắc chắc tí xíu thôi hả chắc tí xíu thôi ừ. nhiều thì ráng bỏ cho ít mà ít thì ráng bỏ cho hết rồi ganh tị nè bỏn sẻn nè rồi nhiều dục đa dục ừ. bớt đi bớt. mình bớt càng nhiều thì mình càng Đúng. còn mình, mình có càng nhiều thì mình càng, Và ừ. bây giờ đó, nói nó kỳ chứ phụ nữ mà cái nhu cầu tính dục của họ mà ít, ấy, có khi là người ta lại đánh cho một cái nhãn hiệu là uh, bị uh, suy giảm nội tiết tố rồi, rồi người ta mua thuốc rồi người ta làm hết mọi cách để chi để tăng cái khả năng tính dục của người phụ nữ lên thì phải nói là đó là lý do tôi nhắc lại cho quý vị nhớ bài kinh từ bỏ và cái bài kinh này cũng rất là nhiều rất là nhiều vị bị... trong tăng chi bộ kinh đức thế tôn nói này các thiệt thật là nhiều mà dùng cái từ hầu hết, rất là nhiều những chúng sanh những con người sau khi thân hoại mạng chung phải đi xuống các khổ cảnh địa ngục ngà quỷ mà rất là ít này các Tỳ khác. những con người mà sau khi thân hoại mạng chung được sanh về cõi trời, sanh về cõi. Cho nên đừng có theo số đông thưa quý vị đừng có theo số đông bởi vì cái số đông đó là một số đông dẫn mình đi điền số đông đó là một số đông dẫn mình đi mà chân lý từ xưa đến nay chưa bao giờ thuộc về số mà mình cứ chạy theo nó rồi để chi để mình tăng cái tính dục của mình lên rồi, rồi đời nó dạy cho mình phải ganh tị phải bỏng xẻng mà chính những thứ đó là thuốc độc cho phù Đọc cho phụ nữ nó sẽ đưa người phụ nữ xuống địa ngục nhưng nếu như chúc mừng nha nếu như chúng ta bỏ được ba thứ này thì chúng ta đã có một cái vé sanh thiên ngoài cái chuyện giữ giới đó mình làm được ba chuyện này là mình được sang thiên ấy nãy quý vị hỏi nãy sư cứ đưa ra vấn đề đấy, thì nếu như mà mình gả một cái gia đình nếu mình gả vào một cái gia đình thì mình phải làm cái gì để mình hạnh phúc trong cái gia đình đó tại vì phụ nữ thì hầu hết là lớn lên để tới cái độ tuổi nhất định thì họ muốn có chồng muốn có con nhưng mà khi gả vào một gia đình mình phải làm cái gì bà quý sa kha khi mà bà kết hôn cha của bà đã dạy bà như sau đừng có đem cái lửa của mình lửa đừng có đem lửa trong nhà ra ngoài đừng đem lửa ở ngoài vào nhà đó là cái thứ nhất cái thứ hai hãy thờ những ngọn lửa ở trong nhà rồi cái thứ ba cho để cho mượn Cái người họ sẽ trả Còn người không trả Thì đừng cho mượn Rồi Ngay cả người không trả Thì cũng nên cho mượn Đấy Để... Tại sao mà dạy cái gì Nó kỳ cục như vậy Đó là như sao Như sao Thứ nhất là không có đem lửa trong nhà ra ngoài. Không có đem lửa ở ngoài vào nhà nghĩa là sao? Những chuyện xấu ở trong nhà đó đừng có đem kể không. Nha. Cha chồng đặc biệt là cha chồng mẹ chồng mình có xấu như thế nào đi nữa, đừng có đem kể nó Đó là cái chìa khóa hạnh phúc gia đình đó thưa quý. Đừng có đem chuyện xấu trong nhà ra ngoài chồng mình có tệ như thế nào thì cũng đừng có đem ra đem ra ngoài đi có giúp được mình cái gì không phải mà mình đi để tư vấn chuyên gia tâm lý thì tôi sẽ không ý kiến nhưng mà nếu chỉ đem ra để mình than thân trách phận thì không giải quyết được vấn đề mà nếu như bên um, chồng mình mà biết cái chuyện đó thì nó lớn quạ lắm lớn quả lắm cho nên đừng có đem lửa ở trong nhà ra ngoài là như vậy. Rồi đừng có đem lửa ở ngoài vào nhà có nghĩa là sao? Những cái chuyện mà xấu ở bên ngoài đó đừng có đem vào nhà. Biết bao nhiêu những cái cặp gia đình tự nhiên, bà vợ bà thấy cái clip đánh ghen ấy, bà gửi cho chồng đấy. à, anh thấy không đây, đánh ghen nha. Anh chồng anh nói ba cái thứ này có cái gì đâu mà coi thì có khi là bà vợ nó nói không nhớ không mà năm ngoái học không nhờ tôi mà không nhịn ông là coi như là bây giờ ông ra đường ông chồng nói bà muốn cái gì rồi thế là bà vợ là bà trả lời lại là thế là gia đình đang yên ổn gia đình đang yên ổn mà tự nhiên đem lửa bên ngoài vào nhà đem lửa bên ngoài vào nhà rồi thế là gia đình xào xáo mà cái này hơi bị nhiều ấy biết bao nhiêu gia đình xào xáo chỉ bởi vì mình đem cái chuyện ở bên ngoài đó đem về nhà rồi tự nhiên là cái gia đình nó xào xáo thôi mà đặc biệt ở trong kinh nó là đặc biệt là cái cái chuyện mà người ta nói xấu nhà mình người ta nói xấu cha chồng mẹ chồng người ta nói xấu chồng im lặng về đừng có kể tại sao bởi vì mình là người ở trong nhà mà. mình là người rõ nhất mà nha ở ngoài người ta có thể người ta đồn nhưng mà mình là người trong nhà mình rõ nhất mấy chuyện đấy thì mình đâu cần người ta đồn ừ. cho nên đừng có đem lửa ở ngoài vào nhà đó là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc để cho mượn người cái người biết đem trả có nghĩa là sao? Ở khi mà về nhà chồng ấy thì có khi là mình sẽ nắm quản cái bóp tiền ở trong nhà. Mình là cái người chủ hòm chìa khóa nha. À, cho nên là tiền ra tiền vào là phải qua tay của mình. Mà có nhiều khi đó, chồng phải à, phải cho người này mượn cho người kia mượn tiền như bạn bè đó, có khi họ cũng mượn vay tiền của chồng nhiều người phụ nữ họ, họ không có thích nhưng mà ở đây nè cha của bà quý sa kha dạy đó là ai đó mà cho mượn mà họ trả đó thì cứ cho mượn còn ai á mà cho mượn mà họ không trả thì lần sau không cho mượn nữa thì như vậy là ổn chứ mình không có cần phải xào sáo với chồng cái vụ mà anh rộng rãi quá bạn cứ mở miệng cái là anh cho mượn ừ. đấy mình có nguyên tắc nha mình có nguyên tắc không phải là mình bỏng sẻn nhưng mà mình có nguyên tắc để giữ gìn tài sản trong nhà đấy. rồi có những người mà dù mượn họ không trả nhưng mình vẫn nên cho mượn đó là ai đó là họ hàng quyến thuộc thân bằng quyến bởi vì sao Tại vì thì mình đâu chỉ là mình Ở với một mình ông chồng Mình còn ở với cả gia đình chồng Dù cho Dù cho hai vợ chồng có ở riêng đi chăng nữa Thì mình cũng không thể nào Xem nhẹ sự tồn tại gia đình bên chồng được Rồi tới nhiều khi Em chồng khó khăn Rồi hoặc là chị chồng Hoặc là anh chồng Hoặc là cái gì đó bên chồng họ khó khăn Thì ở đây Trong khả năng của giúp được thì vẫn nên giúp được thì giúp mặc dù có khi là họ không có khả năng trả bởi vì sao cái là cái tình cái nghĩa cái tình cái nghĩa ở trong cái gia đình thành ra đó riêng về họ hàng quyến thuộc thì đôi khi họ kẹt cái thì mình vẫn nên giúp mặc dù trả uh, được thì tốt nhưng nếu không trả được thì cũng đừng có quá đặt nặng vấn đề này tôi biết là nhiều gia đình họ cũng xào xáo vì cái vụ này nhiều lắm, thế thành ra đó quý vị thấy không bảo vệ hạnh phúc gia đình mà mình nghe được những cái lời này mà mình làm được nó tốt biết là tốt biết là bao nhiêu, rồi ở ở đây ở trong um, chuyện thiên cung chuyện thiên cung có kể một trường hợp là một hôm ngài mục kiền liên ngài đi lên cõi trời và ngài thấy một cái cô tiên nữ tuy nhiên đẹp thì khỏi phải nói rồi bởi vì đương nhiên đã là tiên nữ thì phải đẹp rồi ừ cổ rất là đẹp và cái cung điện của cổ có rất là nhiều những loài chim bay lượn và toàn là những loài chim quý chim đẹp cất những tiếng hót rất là hay và nó bay lượn xung quanh lâu đài của cổ mà lâu đài của cổ là một lâu đài rất là dễ thương à, rất là đẹp rất là đẹp và cổ có năng lực thần thông ấy. cổ biến hóa đủ thứ loại vải vóc coi như là cổ muốn mặc cái loại vải gì là nó có cái vải đó cho cổ coi như là chuyện thỏa mãn cái chuyện là thích chân diện nha thích chân diện à, đó là chưa kể là cổ còn có những cô tiên nữ Uh, múa nha múa xung quanh rồi làm những trò tiêu khiển để mà phục vụ để hầu hạ để giúp cho cổ mua vui đấy thì ngài một kiền liên ngài mới hỏi là hỡi uh, cô tiên nữ cô đã làm những cái điều phước lành gì mà cô được cái oai lực lớn lao như vậy cô tiên nữ cô mới nói cổ hoan hỷ quá cổ mới nói dạ um, hồi xưa đó uhm. con khi mà con lấy chồng ấy con làm được những cái chuyện này nè à, thứ nhất á, là con là người vợ chung thủy con không hề tơ tưởng bất kỳ người đàn ông nào dù trong suy nghĩ không hề tơ tưởng với bất kỳ người đàn ông nào thì cái này khó nha cái này khó nha tại sao à, tại vì lấy nhau rồi đó thì nó không có giống như cái hồi mà còn yêu nhau mà còn yêu nhau mình thấy toàn mặt tốt của nhau thôi mình bỏ qua những mặt xấu của nhau tới hồi lấy nhau rồi đó cái mặt xấu nó bắt đầu nó lòi ra đó là chưa kể uh, ông chồng ông ta xấu một phần rồi ha Rồi chưa kể uh, ở nhau rồi ông chồng cũng đâu có còn nhu cầu khen vợ nữa. hồi xưa còn quen thì uh, vợ uh, cô gái của trang điểm tí xíu là anh ảnh hay khen lắm anh hay khen lắm khen ở trên môi đấy khen cái lời khen lúc nào cũng ở trên môi hết trơn mà lấy nhau rồi riết rồi đó, làm biến khen mà lỡ hôm nào cái gì thử để ý của hôm nào ông chồng của mình mà ba mở ông mở miệng ông khen vợ chắc mình đầu mình nhảy số nghĩ chắc ông này một là ông làm lỗi gì nè hai là chắc có vấn đề gì nè ông mới khen chứ không phải không ngẫu nhiên ông khen đâu đấy nhưng mà bây giờ chồng ông khen nữa mà thằng khác nó khen, chồng lười khen mình rồi mà thằng khác nó khen, mà người phụ nữ ai không thích khen, Nha, phụ nữ yêu bằng tay mà, đấy cho nên ấy, một người phụ nữ mà khi lấy chồng rồi đó mà không tơ tưởng đến người đàn ông nào khác khó lắm, đấy, cho nên cái đó là cái phước đầu tiên của con, cái phước thứ hai là gì? Đó nói nó kỳ, đó là cổ thương chồng như thương con, cổ thương chồng như thương con, nè, quý vị chắc cũng biết rồi ha, có nhiều bà vợ đó thương chồng ghê lắm, thương y như thương con vậy đó, ừ. đó là cái phước, đó là cái phước mà ở trong tăng chi bộ kinh, cái bài kinh là bảy hạng vợ đó, thì cũng có một cái hạng vợ là vợ như mẹ, tức là thương chồng như là thương con, đó là cái phước. Đó đó là cái phước ừ, thanh thiên rồi um, cái thứ ba biết là lại ở lấy chồng cái cuộc sống hôn nhân đâu phải lúc nào cũng vui đâu ừ, nhiều lúc ông chồng ông cũng cà chớn lắm chứ nhưng mà được cái như vậy đó là dù cho giận dữ dù cho giận dữ thì cũng không có nói lời thô lỗ dù giận dữ cũng không nói lời thô lỗ cái này khó nghe trong khi đó theo như sư được biết và theo như sư kinh nghiệm nha kinh nghiệm cá nhân cũng như cái sự than vãn chia sẻ từ những người những người khốn khổ khác đó là phụ nữ thì họ hay cần nhận cần nhận... thuốc thôi từ, từ năm này qua tháng khác họ cần một chuyện họ cứ cần nhằn mãi thì đó thì đó. cái chuyện mà người phụ nữ mà họ không cần nhằn thì họ không cần. thì đó là cái phước thì đó là phước phước của cổ mà cũng là phước của ông chồng lấy ừ. được một bà vợ mà không cần nhằn là mừng lắm mừng ghê lắm thành ra đó ở đây đó dù giận dữ mà cũng không có thô lỗ, không có cằn nhằn càm ràm, đó là cái phước. Nhắm cho mình làm được không? Rồi cái điều uh, thứ tư đó là gì? Tôn trọng sự và không bao giờ nói dối. Cái uh, phụ nữ ấy, thì cái cái số lượng từ ngữ mà thoát ra khỏi Thì người phụ nữ nó nhiều hơn đàn ông mà người ta nghiên cứu đàng hoàng nghe là người phụ nữ nói nhiều ít nhất là gấp đôi người đàn ông. Mà khi mà mình cái sở thích um, sở thích của người phụ nữ là gặp nhau thì thường hay um, tán chuyện, hay gặp thì thường hay tán chuyện. Nhưng mà quý gì để ý coi, mình nói nhiều á thì rất là dễ mình rơi vào cái trường hợp là mình thêm bớt Tại vì một câu chuyện mà mình kể nó đúng y chang cái chuyện vốn có thì nó đâu có gì hấp dẫn. Mà mình phải thêm bớt. Thì xin thưa cái chuyện thêm bớt đó là nó thành ra nói dối. Ừ. Ra đi. Khi mà mình không có mở miệng ra mình nói dối. Tức là mình đã tạo một cái phước để mà sạch chiên. Ừ. Rồi một điều nữa đó là gì? À, cái cô này, cái cô tiên nữ này đó. Hồi xưa khi mà cổ lấy chồng ấy, cổ là người có bản tính nhân hậu và biết thương người. Biết thương người, thương từ bên gia đình chồng, thương lẫn những người. Nha. Đó là cái. Rồi một điều nữa đó là gì? À, cổ có lòng tin nơi nhân quả nghiệp báo cái này là điểm đặc biệt nha à, chỉ cần mà mình tin nhân quả thôi quý vị cái phước của mình ấy à, nó được nhân lên gấp rất là nhiều lần được nhân lên gấp rất là nhiều lần thì giả sử mình làm cái chuyện phước mà mình được một mình được một cái phước nha À, mà mình à, có lòng tin nên nhân quả nghiệp báo cái phước đó có thể nhân lên gấp trăm gấp ngàn gấp tỷ lần nhân lên nhiều lần lắm nhờ đâu nhờ mình có cái niềm tin nên nhân quả nghiệp Ừ Còn khi mình làm phước mà mình không có lòng tin nên nhân quả nghiệp báo đó. Tại vì sao những người mà không theo đạo Phật thì họ vẫn làm phước vậy nhưng mà khi mình làm phước mà không có niềm tin nên nhân quả nghiệp báo đó, cái phước mình nó cổ ra nó có hạn lắm cái gì thành ra cái cô này đó cô tiên nữ này mà cổ được nhiều oai lực như vậy đó một phần là cổ tinh nên nhân quả nghiệp báo cái điều cuối cùng nữa đó là gì cổ thích bố thí ừ, cái này điểm đặc biệt cổ thích bố thí mà khi cổ bố thí như vậy đó cổ bố thí rất là dồi dào à, hôm vừa rồi đó sư à... Cứ gặp một cô khi mà cổ cúng dường kẻ tăng cổ cúng dường thì cổ lại ưa thích cái chuyện là à, cúng cho thiệt là nhiều cúng cho thiệt là nhiều à, đồ ăn thôi nhà đồ ăn thôi chứ không có không có cái gì khác đâu chỉ đồ ăn thôi nhưng mà cổ thích đó, cúng đồ ăn cho thiệt là nhiều đó. mặc dù à, cũng có vị phàn nàn là à, đồ ăn nhiều như vậy ăn không có hết nhưng mà cổ thôi thì mấy sư có nhận cho con vui con thích dân đồ ăn nhiều như vậy đó thì tức là khi cổ bố thí mình có cái lòng bố thí cho nó dồi dào cho nó trội ra thì nhưng mà đặc biệt theo một cái này nữa là cái cô tiên nữ này đó cái cô tiên nữ này đó là cổ bố thí với cái lòng trân trọng nghĩa là sao dù là ở trong thời kỳ không có phật đi chăng nữa và khi cổ bố thí dù cho cổ bố thí chỉ là một người nghèo thôi thì cổ không có cái sự à, thiếu trân trọng, Nha. cổ luôn luôn trân trọng dù cho đó là người nghèo. Đấy. cái này khó lắm những để ý coi à, những người mà giàu á, những người giàu á, đương nhiên thì họ cũng có làm phước cũng có bố thí nhưng mà nếu mà mình xem Uh, yêu cầu họ mà họ phải quý, phải trân trọng, phải tôn trọng. Những người nghèo đó, nó cũng khó lắm. Tại vì mặc nhiên là họ nghĩ là mình ở một cái tầng lớp cao hơn. Cho nên bố thí mà với cái lòng trân trọng nó khó gì. Thành ra đó, khi mình được những cái điều này, khi mình được những cái điều này là mình cho cái kết quả thanh thiên. Mà chẳng những sanh thiên bình thường nữa mà sanh thiên là một cái cô tiên nữ rất là nhiều những cái oai lực ừ rồi một cái cô tiên nữ khác cũng ngài một kiền liên ngài thấy thì cô này cổ lại có một cái điểm đặc biệt đó là sắc đẹp của cổ đẹp dữ lắm đẹp dữ lắm đấy cổ rất là đẹp và đương nhiên là bên cạnh đó cổ còn có cung điện nữa thì Ngài Mục Kiền Liên Ngài mới hỏi là nhờ đâu mà cô tiên nữ cô có được sắc đẹp nó thù thắng đến như vậy. Thì cô này cũng rất là hoan hỷ, cổ mới bạch với Ngài Mục Kiền Liên là thưa Ngài Mục Kiền Liên là khi con còn làm loài người đấy thì con sanh vào thời kỳ của Đức Phật và do cái lòng kính tin nơi Tam Bảo cho nên con giữ gìn năm giới và đặc biệt đặc biệt là con chỉ con biết đủ với chồng con thôi tức là sao tức là con không có tơ tưởng với bất kỳ người đàn ông nào khác đấy thì nhờ như vậy đó con có được một cái nhan sắc rất là đẹp như mà ngài như ngài đã thấy đấy. thì cái gì thấy không? là phụ nữ mình muốn rất là nhiều nhưng mà những cái đó đó quý vị thấy trong kinh đó, không có đá động gì tới cái chuyện là uh, người ta phải làm cho mình cái gì hay người ta phải làm cho mình cái gì mà ở đây sư đang nói đến là mình cần phải chuẩn bị cho mình. mình phải tự mình làm cho mình cái gì để mình có được những điều mong muốn đó tức là gì mình sanh vào một cái gia đình êm ấm hòa thuận một gia đình xứng mình có gã thì mình cũng gã vào một gia đình sức. Mình không phải chia sẻ tình cảm với bất kỳ một người phụ nữ nào. Mình đẻ ra được những đứa con mà mình có thể nương. Rồi chồng biết thương mình. Mở ngoặt, mở ngoặt, đóng ngoặt, nhỏ thôi, biết sợ mình. À, rồi mình sẽ là người phụ nữ xinh đẹp mình sẽ là người phụ nữ cao sang mình sẽ là người phụ nữ giàu có mình sẽ là người phụ nữ khỏe mạnh rồi mình sẽ là người phụ nữ đem lại hạnh phúc trong gia đình gia đình ai cũng quý trọng mình hết và đương nhiên cuối cùng khi mình thân hoại mạnh chung mình sẽ được sanh và muốn được như vậy đấy thì hãy nỗ lực làm những điều lành à sư vừa đề cập quý vị thấy không? Toàn bộ những vấn đề của phụ nữ được Đức Thế Tôn gom lại trong cái khuôn khổ nhân quả và nghiệp báo. Nhờ vào nhân quả mình hiểu về nhân quả đó thì mình sẽ gieo những cái nhân để mình Còn nếu như mình không hiểu thì mình sẽ gieo phải những cái nhân khiến cho mình là người phụ nữ đau khổ đấy rồi như vậy thì sư có cái lời um, nhắn nhủ gì với quý ông hay không thì xin thưa mà uh, ở trong kinh giáo thọ thi ca việt đức thế tôn có đề nghị một vài điều tôi nghĩ là quý bà quý cô rất là thích mà quý ông cũng nên nhớ đặc biệt là hôm nay là ngày 8 tháng 3 hắn thứ nhất là gì trân trọng Hãy biết thương người phụ nữ Đi làm về Nhà không phải ngẫu nhiên mà sạch Cơm không phải ngẫu nhiên mà chín Con cái không phải ngẫu nhiên mà nó Đi học xong nó biết tự nó về nhà Nha. Mọi chuyện lớn bé trong nhà đều do người phụ nữ Cho nên hãy trân trọng người phụ nữ Cái thứ hai Tôn trọng Tôn trọng vợ dù cho đó chỉ là người vợ không có đi làm chỉ ở nhà thôi lo việc nhà những công việc không tên nhưng mà hãy trân trọng vợ bởi vì sao bởi vì đó khi mà người đàn bà mà họ lo giữ gìn một cái tổ ấm thì cái nhà đó mới là cái gì? đó mới là cái tổ ấm và một điều nữa đó là gì hãy chung thủy với vợ của mình đây là đương nhiên không người phụ nữ nào muốn chia sẻ tình cảm của mình với bất kỳ người phụ nữ nào cho nên hãy chung thủy với người phụ nữ của mình và thứ tư là hãy giao cái hòm chiều cho vợ hãy trao quyền quản lý tài sản và trao những cái quyền trong gia đình cho vợ và điều thứ năm đó là thỉnh thoảng ấy, để hãy mua sắm những cái quà tặng cho vợ ví dụ như uh, trang sức quần áo hoặc giày dép túi sách uh, những cái món của người phụ nữ hãy dành một chút những sự lạc mạn cho người phụ nữ mà mình gắn bó cả cuộc đời thì đó là cái lời khuyên mà sư biến tấu một tí xíu ở trong kinh giáo thọ thì và nếu như mình có được như vậy thì mình mới có thể trông mong người phụ nữ sẽ đáp trả lại tình thương của mình để dành cho họ đó là gì họ sẽ thương có khi là họ sẽ thương mình như là một người mẹ như là một người chị như là một người bạn rồi họ sẽ đương nhiên họ cũng sẽ tôn trọng mình và những người phụ nữ đó cũng sẽ chung thủy với mình và mình đối xử với họ như vậy thì đương nhiên người phụ nữ họ cũng sẽ biết nghĩ về gia đình bên chồng và cũng sẽ lo lắng uh, những cái À, ngày lễ, ngày dỗ, ngày quải, rồi những cái ban giao tế lễ nào chồng nào con à, nào thân bằng quyến thuộc họ cũng sẽ lo. Đấy, cho nên ấy, à, một gia đình như vậy, một gia đình như vậy là một gia đình thành. À, à, 8 tháng 3 à, nhân ngày của phụ nữ thì sư chia sẻ vài những vấn đề giáo lý rất căn bản nhưng mà được diễn dịch theo một cái góc nhìn lãng mạn hơn là góc nhìn dành cho phụ nữ chúc cho quý phụ nữ ai được nhiều sự an trong cuộc sống có được một gia đình và có được một đứa con mình có thể chúc quý vị vui Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh nguyện cho tất cả chúng sanh từ thọ tùy ý sau khi đã thọ rồi từ thoát khỏi điều thống khổ từ kết quả làm người quả trời cùng quả địa nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ Nguyện thoát ba tai nước lửa binh. Nguyện thể chúng sanh khỏi oan kết. Nguyện cho nhân loại sớm tu hành. Nguyện dình tam học giới định tuệ. Nguyện đoàn tham sân si độc sắc. Nguyện giải căn nhân sanh tử khổ. Nguyện diệt tâm tham áo lời danh. Nguyện tu tinh tấn không giải đãi Nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Nam mô Tham Mai Giá. Nam mô Sân Khai Chúc quý vị ạ Punya tangan di tua jirang rak kantu sasanang, aga tadi wanaga mahitikan. Punya tanganmu di tua jirang tu desanang, aga wanaga. Pun nyantang, kamu mau dituajirang, rakkan tumam perang. Ita'wata' caham mehi punya sampedang, sambil diwa dan tu sampe Ita'wata' sambatang punya sampedang, sabi buta anu modang tu sabe sampat di si dia ita amehi punya sampedang, sabi sata anu tu Idam me yatinang nan sukita hon tu nyata yo. Idam me yatinang nan ho tu sukita hon tu nyata yo. Idam me yatinang nan ho tu sukita hon tu nyata yo. Idam me punyang aswa kaya wahang Hidangmi punyakni panascayohotu Maman punya pagang sabahatan nantiam sau sau saud